Chuyến xuyên Việt Tây Bắc năm 2015, hành trình Bắc Hà, Lào Cai, Lũng Pô, Y Tý. Ngày thứ năm 15 tháng 10. Sơn Nguyên Y Tý ở điểm cực bắc của tỉnh Lào Cai với độ cao trung bình là 2.000m. Y Tý là xã của huyện Bát Sát. Dân phượt hai khách du lịch máu me thích lên Y Tý vì các lẽ như để săn mây, để chụp ruộng bậc thang hay để ngắm nhìn một dải biên cương tổ quốc. Trong đó có địa danh Lũng Pô, nơi con sông Hồng bắt đầu chảy vào đất Việt. Đoạn đường này được cảnh báo là rất khó khăn. Thiên hạ thường ca cảm rằng đường lên Y Tý vô cùng hung hiểm, nhưng cũng có trang nói đường lên Y Tý hiện nay khá đẹp và thuận lợi, vào mùa khô có thể dễ dàng di chuyển, nhưng vào mùa mưa thì cần chú ý đoạn Ngãi Thầu Y Tý thì hơi khó một chút. Lộ trình hôm nay sẽ là Bắc Hà, Lào Cai, Lũng Pô, A Mú Sung, Ngãi Thầu, Y Tý. Thôi thì cứ đi rồi khắc biết. Rời Bắc Hà trong cái rét ngọt ngào của vùng cao cuối thu, với hào khí ngất trời khi mà ba chàng ngự lâm được ông chủ khách sạn ngân nga rỉ tai: "Này, ngày hôm qua mấy ông đã làm dậy sóng Bắc Hà đấy nhé." Thì ra cái thị trấn Bắc Hà nhỏ bé mà ngày nào không có phiên chợ thì đường quang người vắng, nên cái bắt mắt nhất để người dân bản xứ lấy làm tiêu khiển đó là hình ảnh ba ông cảnh người xe bụi bặm, phong thái nghênh ngang, chạy tới chạy du lui mà làm cái trò ông già đi phượt lót dạ. À mà không, phải nói là đổ bê tông mới đúng. Vì ăn sáng mà gặp một bà đồng hương Nam Định trấn cho một tô bún riêu to như cô phở tàu bay với thật nhiều cua thịt, lượng thì quá hớp nhưng vị thì lại rất đổi tầm thường. Nhưng không sao, no vui là chính. Chạy đến gần trưa thì trở lại Lào Cai, ghé quán uống một ly cà phê, nghe mấy khúc nhạc Sài Gòn của Tuấn Ngọc Khánh Hà, ôi nó đã làm sao. Tiếp tục nhóm rời Lào Cai theo tiếng hô của người dẫn đường, nắng đẹp lên rồi, hành trình tiếp tục Lào Cai, Bát Sát, Trình Tường, Lũng Pô, A Mú Sung, A Lù, A Tý. Thôi, từ Lào Cai, tỉnh lộ 156 hướng về Tây Bắc là một cung đường có phần tẻ nhạt và hiu quạnh. Đường chạy dọc theo hữu ngạn sông Hồng, con sông mà suốt gần 70 cây số từ Lũng Pô đến thành phố Lào Cai là biên giới tự nhiên của hai nước Việt Hoa. Chính vì cái thế cương vực này đã cho ta câu nói núi liền núi, sông liền sông, có lúc vừa đẹp miệng ngoại giao mà cũng lắm khi vừa căm hờn oan trái. Và cái khúc oan trái mà bi tráng trong bài trường ca giữ nước của dân ta nơi vùng biên viễn này, nó tuyệt đỉnh ở một điểm có tên Lũng Pô. Với nhiều người, nhất là dân phượt, tình yêu quê hương đất nước luôn thôi thúc họ hiện thực hóa các trang sách địa lý, làm sống dậy hồn phách của lịch sử. Bởi vậy, những địa điểm, những vị trí đặc biệt của lãnh thổ luôn có sức hút, luôn là khao khát đi tới của dân phượt hai người du lịch bụi. Anh ở biên cương, nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt, ở nơi đó đầu nguồn con nước, cuối dòng sông, nơi ấy quê nhà. Thơ Dương Soái, nhạc Thuận Yến. Lời thơ và giai điệu thiết tha ấy cũng bắt nguồn từ nơi đây. Lũng Pô, Long Bố, Rồng Cha, tất cả chỉ là phiên ngữ của một huyền tích mà chỉ có dân tộc anh em nước Việt ta mới có. Sông Hồng bắt đầu từ núi Ngụy Sơn, Vân Nam Trung Quốc, ở độ cao hơn 1.700m, có tên là Hồng Hòa hoặc là Nguyên Giang, đổ vào Việt Nam chính thức từ đây. Lũng Pô, rồi khi cuồn cuộn thét gào, lúc êm đềm tưới tắm, đã hàng ngàn năm dỗ về dân đất Việt qua hơn 500 cây số ngàn, qua 9 tỉnh thành phố, rồi mới đổ qua cửa chính Ba Lạc ở Nam Định mà về dưới biển. Trong bản ngữ dân ta, sông Hồng là sông Cái, con sông của mẹ Âu Cơ, cội nguồn của sức sống dân tộc Việt. Và như thế Lũng Pô đích thị là Rồng Cha Lạc Long Quân. Mặt núi vĩ đại nhất, nóc nhà của thế giới là rặng Hy Mã Lạp Sơn của châu Á, nối liền với thập vạn đại sơn của dân Nam Trung Hoa, và tiếp đó là Hoàng Liên Sơn của Lào Cai, Việt Nam. Chính cái thế núi chớn chở này, nhiều ngọn cao trên 2.000m, cao nhất là 2.600m, mà cho dù bất cứ mùa nào trong năm, cứ hễ đêm về là vùng này lúc nào cũng đầy sương núi. Ở Y Tý, Bát Sát, Trình Tường, mỗi sáng sương đổ nhỏ giọt ướt đầy hiên,
và chính nguồn nước xương trời đó là mạch nguồn của con suối huyền thoại Lũng Vô. Một mạch nguồn không những không bao giờ cạn mà thậm chí quanh năm lúc nào cũng cuồn cuộn tuôn trào và triền miên bất tận từ Xín Trái, Y Tý, A Lù rồi Lũng Vô. Dòng Lũng Vô tráng khí, uốn khúc kiêu hùng như người cha rồng Lạc Long Quân đã bao đời hiên ngang bảo vệ cương vực cho con cháu diệt hùng. Và đúng như Quan Phục Hầu, Dinh Lộc Đại Phu Ức Trai Nguyễn Trãi đã viết trong Bình Ngô Đại Cáo: núi sâm bờ cõi đã chia, ở Y Tý, cột mốc biên giới 87, rồng cha Lũng Vô đã gầm thét mà xẻ núi phân chia bờ cõi Việt Trung, với khe đất là cây cầu Thiên Sinh nổi tiếng. Trở lại chuyến hành trình, khi rời Lào Cai chừng 40 cây số, nhóm dừng chân cơm nguội với bánh mì và đồ hộp mang theo ở một bụi tre ven đường gần cột mốc biên giới 93 ven bờ sông Hồng. Để rồi sau đó đi chừng 15 cây số nữa thì rẽ phải vào một con đường đất chạy cặp bờ sông để tìm cột mốc biên giới 92 thần thánh, nơi rồng cha Lũng Vô gặp mẹ cái Hồng Hà. Đoạn đường từ tỉnh lộ 153 vào đồn biên phòng Lũng Vô ở cột mốc biên giới 93 không xa. Thế nhưng khí thế của đất trời lại quá hung tráng, nó như chế ngự bất kỳ ai yếu vía non gan. Đường càng vào sâu càng xấu, hẹp và càng hiểm trở. Đã vậy, hai ông em chạy sao lại vô ý, trong khi người dẫn đường rẽ vào đồn biên phòng thì hai chàng ngựa non lại chạy tuốt luốt về phía đất của người Hán tộc, cho đến khi gặp một bản nhà người Mông thì mới dừng lại xin chuối ăn chơi và chờ ông anh. Mãi một hồi sau thì anh Tư mới tới với nét mặt vừa giận vừa hết pin. Anh cho biết mình trong khi chạy theo kêu hai thằng chạy bậy đã bị xa lầy như Lưu Bị với ngựa Đích Lô thời Tam Quốc. May sao nhờ có mấy ông dân địa phương phò tá nên đại ca mới thoát khỏi nạn Đàm Khê. Vậy mà Quan Trương vị đệ đang ngồi uống nước ăn chuối ngự thông dân ở nơi biên đình thì trời đất nào mà không giận. Sau một hồi định thần thì cả nhóm quay lại đúng nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt. Nhưng hỡi ơi, khi còn chừng hơn 100 mét đến nơi thì đường bỗng hóa thành nơi hang rồng hổ quyệt. Dốc thì dựng đứng, mà đất đá thì hang lỗ do nước lũ xói mòn. Mình ỉ xe nhẹ phi xuống thì đến lúc thấy bất kham, chưa kịp chống chân thì đã ngã lăn vì đất lún. Hai vị huynh đệ phải bỏ xe chạy xuống đỡ dậy và để rồi cùng nhau nhìn đường mà ngao ngán. Từ đây chỉ có nước bỏ xe và lội bộ. Cũng may mà đoạn đường còn lại chỉ hơn 100 mét mà thôi. Dưới đây là tường thuật tại chỗ phát biểu những anh thư tráng sĩ đã vượt qua nơi cô gặp cái này. Chị Nguyễn Thúy Dung đã tới nơi này, cũng đứng tại chỗ này. Có sự trùng hợp thú vị. Năm đó dù đã vào thu nhưng tiết trời lại oi nóng. Dung từ bãi bồi ngã ba sông Hồng Lũng Vô đi lên. Đoạn đường đất xấu, ngắn, dốc không cao. Vậy mà gần tới đồn biên phòng Lũng Vô cũng bị một cơn ép tim mệt gần chết. Anh Nguyễn Ngọc Dũng: khi leo trở lên đã mệt, lại phải quay con mô tô trở đầu, rồi chạy ngang một vũng bùn để lên đường đá. Lên tới nơi thở không kịp, ước gì có 4 lỗ mũi. Toàn thân như lũ liệt, uống nước không được vì không thể nhịn thở khi nuốt. Khom xuống lấy đồ là bị choáng váng. Sau khi liếm láp hai thanh sô-cô-la vì không nhai và nuốt được, một lúc sau mới từ từ thở và ăn uống. Nói mệt muốn chết là như vậy đó. Đang mở hơi tay, nhưng khi thấy có một nhóm mấy em nhỏ người Hơ Mông đi ngang thì sự vui vẻ hồn nhiên của các em như một luồng sinh khí mang đến cho mọi người. Anh Dũng lại chia kẹo trong tiếng cười vui cảm ơn thật ngoan của các cháu nhỏ, và từ từ cơn hụt hơi rồi cũng qua. Cả nhóm lại lên đường với tâm thức nhẹ nhàng như vừa hoàn thành một tâm nguyện, tuy thầm kín mà cũng thật lớn lao. Một nghi thức hành hương của những đứa con dân về nơi thánh tích của Tổ quốc vừa được hoàn thành. Một lời thề như vừa được khắc ghi và chứng giám: tôi yêu Tổ quốc tôi yêu nòi giống Lạc Hồng, tổ tiên của tôi. Đường về Y Tý qua ngõ A Mú Xung, đi qua các địa danh mà ta chỉ mới nghe đến lần đầu trong đời: Tung Qua, Sa Pá, Ngãi Trô, Tá Suối Câu, A Lù, Khoan Sang Chải, Ngãi Thầu, vân vân.
Quãng đường tuy chỉ chừng 45 cây số tính từ cột mốc 92, thế nhưng cả nhóm đã phải mò mẫm lặn lội trong gần 4 tiếng đồng hồ, phần do trời tối, phần do đường hẹp và dốc đứng, để cuối cùng ở Y Tý thì đã lên đến độ cao gần 1.600m. Y Tý đón nhóm trong bầu trời sương mờ nhẹ và dần tăng khuyết thượng tuần, vài ngọn đèn vàng hiu hắt và một cái lạnh xe da, còn lại chỉ là tiếng gió núi rì rào của đại ngàn cô quạnh. Làm thủ tục khai báo ở đồn biên phòng Y Tý với mấy chén trà nấm ấm đặc chủng của Y Tý do các bạn trẻ bộ đội biên phòng mời, và nhận phòng xong thì cái bụng đã quá đổi cồn cào sau một ngày với quá nhiều gian lao và cảm xúc. Và rồi trong cái quán ăn của Tráng Sĩ Thế, một quán ăn khá đường hoàng, nếu so với kích cỡ của Y Tý, cả nhóm đã biết đến thế nào là cái ấm của món thịt ngựa xào ớt xanh cùng chén rượu mầm thóc, mà hương vị của nó thì cả tấn rượu Mao Đài cũng chỉ là đồ bỏ. Đêm Y Tý được cầm canh bằng tiếng kèn quân hiệu vừa lanh lảnh vừa hùng tráng của đồn binh, như nhắc nhở, như một lời khẳng định với quốc dân rằng nơi địa đầu biên cương tổ quốc vẫn có những người đang đứng canh cho sự an nguy của quốc gia, của dân tộc. Ngày thứ sáu, 16 tháng 10, 2015, cầu Thiên Sinh, cây cầu của Thiên Thư Định Phận. Như đã nhắc ở trên, về một cây cầu độc nhất vô nhị, cầu Thiên Sinh. Sáng hôm sau, khi kiểm tra lại bản đồ và hỏi người dân ở Y Tý, thì ra cây cầu tưởng chừng chỉ có trong cổ tích này và ở một nơi cùng trời cuối đất nào đó lại ở ngay đây thôi. Thế là sau khi dằn bụng với tô phở bò mà có mùi thì giống như trâu hay ngựa gì đó hơn, mấy anh em lại tìm đường về đến cầu Thiên Sinh. Cầu Thiên Sinh nằm ở cuối thôn Lao Chải, cách trung tâm xã Y Tý gần chục cây số. Theo tiếng dân tộc Hà Nhì, cầu có tên là Thiên Sân Trù, có nghĩa là cầu trời xanh. Sở dĩ gọi như vậy vì đây là một cây cầu rất đặc biệt. Cầu chỉ ngắn chừng 1 mét. Trước đây là một tảng đá tự nhiên bắc qua khe sâu hun hút dưới lòng suối Lũng Pô, gầm gào tung bọt trắng xóa. Từ hàng trăm, hàng ngàn năm trước, qua sự vận động kiến tạo của địa chất, khối đá khổng lồ đã bị nứt ra tạo thành khe đá này. Đây cũng là biên giới giữa hai nước Việt Nam, Trung Hoa. Theo thời gian, hòn đá bắc qua khe sâu cứ mòn lõm dần, người dân qua đây phải bắt những thanh gỗ làm cầu rồi xây cầu bê tông như bây giờ. Đứng trên cầu nhìn xuống, người thần kinh vững mấy cũng có cảm giác chóng mặt, bởi dưới vực sâu là dòng suối Lũng Pô, ngày đêm gầm vang tiếng sóng nước xô vào gành đá. Từ dưới nhìn lên, thấy vách đá dựng đứng gần 100m, giữa khe sâu dòng nước như con ngựa bất kham hí vang tung gió, bồn sóng đổ xuống ào ạt. Những tảng đá lớn nhỏ được dòng nước mài nhẵn bóng đủ các hình thù tầng tầng lớp lớp. Có lẽ chính sự hùng vĩ này mà dòng suối có tên gọi là Lũng Pô, tức là rồng bố, rồng thiên trên thượng nguồn cửa thác Bát Sát. Nguồn trích từ tinhmới.vn. Sau khi qua hơn 10 cây số đường dốc đứng từ đỉnh Y Tý xuống nơi thấp nhất, nơi dòng suối Lũng Pô đang chảy quanh co phân đôi cương vực Việt Hoa, qua những mảnh ruộng nhỏ và những ngôi nhà tường trình tường bằng đất nện của người Hà Nhì, thì nhóm cũng đến được cột mốc biên giới số 87, nơi mà biên cương Việt Hoa được tuyệt nhiên định phận tại Thiên Thư, như lời của ngài Phụ Quốc Thượng Tướng Quân, tước Khai Quốc Công Thái úy Lý Thường Kiệt đã dõng dạc trong bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên. Biên giới Việt Hoa ở đây được đánh dấu bằng mộ mốc số biên giới 87, đó là chuyện từ năm 2001 như ta thấy trong ảnh. Nhưng từ bao đời, cầu Thiên Sinh bắc qua khe nứt được cắt sâu bằng dòng Lũng Pô, bằng hiện thân cha rồng của dân Việt, đã là nơi tuyệt nhiên định phận cương giới của Việt Hoa. Có thể chỉ là ngẫu nhiên, nhưng cũng có thể là thiên mệnh, biết đâu. Và chắc chắn rằng nòi giống lạc hồng khi cần sẽ khẳng định với người láng giềng phương Bắc điều đó bằng tất cả tinh thần vật chất, của cải và tính mệnh, bằng máu của chính mình. Một lời tự sự về Y Tý. Y Tý ở trên cao,
cao lắm, cao đến nỗi Y Tý là bạn của Mây. Y Tý ở nơi xa, xa lắm, xa đến nỗi muốn tâm mà lòng ngại chân ngần. Phố chợ Y Tý buồn, hiu hắt dài hàng quán, thưa thớt suốt tuần trừ buổi chợ phiên. Y Tý chẳng có gì vui, đường đi thì đang làm nên gặp gần trắc trở. Y Tý không dành cho những ánh mắt nhìn quanh, Y Tý chỉ minh tâm cho những cái nhìn ngóng vọng ra muôn trùng mây núi biên cương. Y Tý chỉ nồng nàn cho những con tim biết cảm thông tình dân nước. Như vậy đó mà khách lãng du khi đến một lần thì cả đời sẽ mãi mãi gửi lại nơi đây một mảnh hồn da diết. Xin mượn một bài thơ để tỏ chút tình với trời mây Y Tý vậy. Tình ca cho Y Tý. Về xuôi lòng còn mạn ngược, nhớ nhau mường lắc mường lay. Đang mùa khói đồng sương núi, lưng trời mây trắng còn bay. Em áo màu xanh con gái, chiều nay lúa đã chín vàng. Có con chim buồn ngoài nội, một mình bay giữa mùa sang. Anh nhớ mùa thu hương thốn, hoa vàng bờ dậu cuối năm. Nương chỉ còn rơ cuốn rạ, buồn dương miền khói âm thầm. Em trốn quê người có lẽ, buồn vui quen lạ đầy dơi. Anh núi như chiều biên biết, ngàn xa đất cũng như trời. Độ khuyên dáng em ngần ngại, đã mùa hoa nở còn thưa. Cuối năm một mình rất lạnh, bao nhiêu áo ấm cho vừa. 10 năm chẳng lo đổi dạ, đường xa đâu sợ cách lòng. Thương thì ngàn sông trăm núi, chị em tình có còn không? Người hãy về thăm Y Tý, mùa này mây trắng đầy sân. Nhớ thương đông đầy chén rượu, bờ môi ánh mắt ân cần. Người chẳng về thăm Y Tý, mùa này mây trắng đà dơi. Tình tôi nhuốm màu biển biệt, thì thôi gợi khói lên trời.